lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 15 đến câu 26. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh mẽ được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa bằng một công việc cụ thể, là Chúa đã chữa lành cho một người bị câm do quỷ câm khống chế. Chúa Giêsu đã làm phép lạ một cách rõ ràng, công khai trước mặt dân chúng. Qua phép lạ đó, có nhiều người đã tin vào quyền năng của Chúa, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có những người cứng lòng tin, cố chấp, nên đã không thể chấp nhận sự thật, cho dù chính mắt họ trông thấy cùng phép lạ đó. Thái độ cố chấp thể hiện qua việc không thể chấp nhận một sự thật hiển nhiên, thật nguy hiểm. Vì một khi đã cố chấp, người ta không còn khả năng nhận ra chân lý nữa. Sự cố chấp ấy, họ không những phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ qua Chúa Giêsu, mà họ còn rêu rắc, xuyên tạc làm cho dân chúng hoang mang về tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Chúa Giêsu. Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nhìn lại bản thân, chúng ta có bao giờ cứng lòng tin, cố chấp đến nỗi đã từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình không? Và một khi nhận ra sự sai lạc, tôi có biết ăn năn hối cải để xin Chúa tha thứ chưa? Hay tôi lại càng cố chấp, giống như những người cứng lòng tin được nói đến trong đoạn tin mừng? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin
đức cậy và đức mến, để mỗi ngày sống, chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính đời sống của chúng con. Amen.